Thầy, cho con hỏi một việc. Con thấy chùa làng con có một năm bốn vấn, nghĩa là lễ đầu năm, vào hạ, ra hè và lễ cuối năm. Con các gia đình đi lễ Phật có mang hoa quả và lễ. Sau khi lễ Phật xong, họ tự mang hoa quả về. Bạch Thầy, vậy thì họ có mang tội là ăn cắp của Tam Bảo không ạ? Kính Bạch Thầy và giảng cho chúng con được biết ạ. Con cảm ơn Thầy. Ở cái này là không chỉ chùa quê đâu, mà kể cả chùa Khai Nguyên chúng ta đây, chùa Hương, chùa Thầy, chùa Yên Tử vân vân, là những chùa mà gọi là đông người đến cũng thường xảy ra cái này. Chúng ta không hiểu thế nào là đã cúng Tam Bảo. Nếu mà chúng ta mang lễ đi khoe thì thôi, thì dâng lên khoe xong rồi mang về. Còn chúng ta đã gọi là cúng dường Tam Bảo, đã cúng rồi thì có phải là của chúng ta nữa không? Còn không? Chúng ta đã dâng lên cho ta cúng Ngài rồi, thì đó là dâng cúng Ngài rồi, để chúng ta dâng cúng thanh bông hoa quả, thành tâm đem cúng thanh bông hoa quả, giọt dầu nén nhang vân vân, để cho các sư và các Phật tử và các ông thủ nhang thủ từ họ đèn hương cũng như là chăm sóc xây dựng lại tu tạo và xây dựng lại chùa cảnh hoặc đền đài miếu mạo cúng Phật cúng thánh. Dâng lên trên ban rồi thì đó là gì? Chúng ta đem dâng cúng, tức là dâng hiến lên đó, tức là của Tam Bảo rồi. Dâng hiến lên đền thờ, tức là thuộc về vị thánh, vị thần đó cai quản rồi. Chúng ta không hiểu, dâng lên rồi lại hạ lễ mang hết về, đấy là chúng ta đi khoe gì? Tôi thường nói đây là chúng ta đi khoe lễ đấy, đi khoe lễ. Ngày xưa học trung cấp chúng tôi cũng giảng rồi, mà gần đây cũng mấy năm trước cũng giảng rồi, mấy lần rồi. Làm một Phật tử thuần thành, mà người hiểu biết đạo chân chính, chúng ta phải hiểu là tất cả những cái thanh bông hoa quả phẩm vật chúng ta đã thành tâm sắm, gọi là đi lễ Phật hay đi lễ thánh, mang lên dâng cúng Phật hay cúng thánh, thì đó là của Phật và của thánh, đó là của Tam Bảo và của nhà thánh rồi. Chúng ta có muốn xin thì chúng ta xuống chúng ta xin một chút thôi. Khoảng ví dụ chúng ta cúng một cân quả, một cân cam được 10 quả cam, thì chúng ta xin lại một quả, hai quả, ba quả thôi, gọi xin một chút lấy lộc. Còn lại để lại cho nhà đền hoặc nhà chùa gì tán lộc cho mọi người, thì mình mới có gì? Mình mới có lộc. Chứ còn mình dâng lên xong mình khoe của xong mình lại lấy về hết, chả có ai quái gì đâu các quý vị. Có gì? Tôi lấy một cái ví dụ ở thế gian thôi nhé. Thế gian thôi. Ví dụ nhé, bây giờ các vị đi xin việc, đúng không? Tôi lấy một cái ví dụ như thế. Đi xin việc. Đây là thế gian, thì đem áp dụng cái thế gian thì với cái Phật Thánh thì đương nhiên nó cũng có một cái gì cách biệt quá xa. Nhưng mà nói chiều tượng chúng ta khó hiểu, nói nó thì gần với cuộc sống chúng ta thôi. Ví dụ bây giờ các vị đi xin việc cho con, đến gặp ông chủ tịch xã chẳng hạn. Chúng ta mua cân cam, hoặc là gì, hoặc là ở nhà quê thì thường là có thể xách theo con gà, không không? Hoặc là cân hoa quả mang đến là gì? Hoặc là con gà nuôi được mang đến thì chúng ta không phải là hối lộ, mà đây là tỏ tấm lòng thành của chúng ta với gì? Với người mà chúng ta đang nhờ vào họ ấy. Mang theo con gà, hoặc là mang theo cân hoa quả đến thì bảo là thôi thì hôm nay thì nhà cháu đến thì có chút quà cho gì cho các cháu, thế là cân hoa quả quay bánh kẹo đó. Hoặc là gì, chúng ta bảo cây nhà lá vườn để nuôi đàn gà, bây giờ thì đem biếu bác gái con, biếu bác gái con gà, mấy con gà đó. Xong rồi chúng ta đề xuất là thôi cháu có cháu nó đi học ra như thế như thế, thì về nó chưa có công ăn việc làm, các bác xem ở trong xã trong thôn có cái chỗ nào sắp xếp cho các cháu nó xin vào làm hợp đồng, hoặc là đi thi công chức bao giờ có được thi công chức các bác giúp đỡ cho. Thế bác chủ tịch bảo vâng thế được rồi, thì ông bà hoặc là các cụ đến đây thì như thế thì cháu cũng sẽ xem xét xem là tới đây xã nếu có cái đợt nào thi công chức hay là có cái chỗ nào làm hợp đồng thì sẽ dàn bên văn phòng sẽ hướng dẫn cho gì, cho ông bà bảo cháu nó đến để làm hồ sơ vân vân thế này nọ kia đó. Ông chủ tịch ấy nhận lời rồi,
là sẽ gì, sẽ xem xét và có gì quan tâm bảo văn phòng có đợt thi tuyển công chức hay là hợp đồng gì đó thì sẽ gọi bảo như thế. Rồi chúng ta rõ ràng đã nói lên, dâng lên, đem cái gì, túi quà lên đặt ở chiếc bàn nhà họ rồi, đem túi bánh túi kẹo, túi cân hoa quả vào biếu các cháu rồi, con gà mang đến vào để ngoài hiên rồi, biếu bác gái rồi. Nhưng chúng ta lại nghĩ là gì, nhưng mà họ mới có hứa với mình là bao giờ có thi công chức thì sẽ quan tâm, và mới có hứa là tới đây sẽ bảo văn phòng ấy, chứ ông ấy chưa hứa là gì, sẽ cho con mình làm công chức luôn ở trong xã, hay chưa cho hứa là cho con mình làm hợp đồng luôn trong xã. Cho nên là đứng dậy thôi, chào bác, thì em ra về, hôm khác em lại đến, thì lại xách cái túi lộc nó về, ra xách luôn rồi con gà nó về, được không các quý vị? Hả? Hôm sau ông có gọi mình không? Xin thưa các quý vị, có thi công chức đến 5-7 lần ông cũng chả thèm gọi. Nào, đấy là chuyện của thế gian. Không biết tôi nói như vậy có đúng không? Gật hay là lắc? Gật hay lắc? Lắc hả? Lắc có nghĩa là tôi nói sai đúng không? Mệt ghê. Đấy. Nay rõ ràng chúng ta đến chùa, chúng ta cầu nguyện là gì? A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ, con lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, lạy chư Phật mười phương chư Phật thế này nọ kia vân vân. Gia đình nhà con cho gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nhiều đời nhiều kiếp do chắc do làm việc ác, nay gia đình chúng con phải chuyện phải thế này nọ thế kia, gia đình ốm đau bệnh tật, mãi gặp thầy tìm thầy tìm thuốc không được, gặp thầy gặp thuốc chữa mãi không khỏi, nay đến cửa nhà ngài xin ngài thương tưởng để bênh hộ độ chỉ gia hộ cho gia đình chúng con được gặp thầy gặp thuốc, cầu này cầu nọ cầu kia. Chúng con nguyện sẽ gì, đem hết tấm lòng thành ra để báo đáp công ơn của Phật Tổ Bồ Tát của Thánh Thần vân vân và vân vân. Chúng con đã thành tâm có thanh bông hoa quả, cái gì tâm thành lễ mọn dâng lên cúng dường tam bảo cúng dường Phật Thánh vân vân. Đi một vòng quay lại xá một cái lấy lại mang về. Hả? Các vị nghĩ xem, tâm thành lễ mỏng dâng lên cúng dường tam bảo, dâng lên cúng nhà ngài, có đúng không? Đi một vòng quay lại thì xá xá mấy cái lấy cho vào làn đi về hết, cho vào túi thì xách về hết. Khiến cho sư ở trong chùa mắt chữ A mồm chữ O tròn mắt tròn miệng lên mà gì nhìn Phật tử đến chùa lễ Phật. Nhàm cho nhà đền cũng như thế. Các vị thấy thầy đi lễ bất cứ nơi đâu không bao giờ thầy cho các Phật tử lấy lại cái gì cả. Bảo các Phật tử dâng lên lễ rồi đem cúng lại nhà chùa, dâng lên đền để cúng lại nhà đền, không được hạ lễ, để đấy, để nhà đền, nhà chùa họ gì, họ dâng cúng, bao giờ họ hạ thì họ hạ, vì họ là người trông nom ở đấy, mình dâng lên cúng Phật, cúng Thánh ở cái đền, cái chùa đó rồi, cái đình, cái miếu đó rồi, thì cái quyền đó, sở hữu đó, là do các vị gì? Thanh bông hoa quả do các vị sư hoặc các vị ông thầy từ, ông thầy cúng, những người trong đền, trong đình đền miếu mạo đó, họ gì, họ có quyền là xử lý hoặc đem chia cho những người chấp tác làm công quả, hoặc là đem cho trẻ nhỏ, cho người nghèo vân vân, đâu phải là của chúng ta nữa đâu. Vậy mà chúng ta cứ nhầm, khổ lắm. Đây là do gì ạ? Cái thói quen không hiểu biết đó. Nếu có xin thì gì, xin ít. Tôi ra chùa Vạn Niên, các cụ Vạn Niên, cụ hay tiếp khách, cụ cứ để mùng một ngày rằm, cụ để một cái làn hoa quả, một cái giỏ hoa quả, một cái cả một cái chậu hoa quả, thậm chí là cả một cái gì, một cái xô, một cái giỏ cao đấy. Đấy, mọi người dâng lễ lên để lên chùa, xong rồi đi vào lễ xong hết, đâu vào đấy đi vào lễ cụ, và cụ bảo lộc đấy cầm lấy. Nhưng tôi thấy thì họ rất ý thức, mỗi người chỉ cầm đúng một quả cam hoặc một quả táo. Ai lấy cam thì lấy cam, ai lấy táo, ai lấy bánh thì lấy bánh, ai lấy oản thì lấy oản. Lấy đúng một cái, mỗi người lấy đúng một cái. Mặc dù cụ không nói, tôi thỉnh thoảng hay ra đây ngồi đấy mà. Cụ không bảo là, cụ không nói là chỉ lấy một thôi nhá. Nhưng mà người Hà Nội họ rất văn minh các vị. Lấy duy nhất một cái. Ai lấy táo thì lấy đúng một quả táo, ai lấy cam thì lấy đúng quả cam, ai lấy oản lấy đúng một cái oản thôi. Cụ bảo lấy thêm á, dạ không,
con lấy thầy để phát cho người khác. Đấy, người ta hơn mình ở cái đầu là chỗ đấy đấy. Người ta văn minh hơn mình ở cái đấy, mình đi lễ thì dâng lên vái vái một chút là quay lại thì xá xá mấy cái là vơ tất. Đấy, do gì? Mình kém văn minh so với gì cái đất kinh kỳ là thế đấy các quý vị ạ. Đấy, cho nên Phật tử nói một số chùa nhà quê thì nói là cũng đúng thôi. Thì đây mình đây cũng là chùa nhà quê. Thì các Phật tử ở nông thôn thì chúng ta biết là thôi đi lễ thì đúng là ở nông thôn đi lễ mùng một ngày rằm, mua được cả cân cam á, hoặc là mấy quả táo là lễ Phật cũng là cả một vấn đề. Cho nên xin lộc về cho con cho cháu cũng là phải thôi. Nhưng mà chúng ta hạ xuống chúng ta gì, có xin thì xin 1/3 thôi, xin không được quá 50%. Ví dụ có 5 quả cam thì xin 2 quả thôi, còn 3 quả để lại cho nhà đền hoặc nhà chùa thì họ hạ lễ để họ tán lộc cho những người đi chấp trác, đi quét dọn. Không có những người chấp trác quét dọn làm sao có chùa, có đền, đình miếu mạo nó sạch sẽ cho chúng ta đến để dâng lễ hàng ngày, mùng 1 ngày rằm các quý vị. Có đúng không? Thì mình đi lễ để cầu phúc, mà lại mình đi lễ thì vừa bảo là cũng quan thành tâm, một giả trí thành phúc cái gì ạ? Tâm thành cái gì là lễ mọn thì đem dâng lên cúng dường tam bảo, cúng dường nhà thánh các ngài, quay đi quay lại mắt trước mắt sau lại chôm hết của nhà ngài. Khổ lắm, đây là sai lầm đấy nhá. Phật tử chúng ta đi lễ lần sau để ý, chắc là do không biết thôi. Thế hôm nay được học cái đoạn này đem phổ biến cho mọi người cùng biết, lần sau các Phật tử đạo tràng ta đi lễ bất cứ chùa nào, không phải lên đây đâu mà bất cứ chùa nào, bất cứ đình đền miếu mạo nào dâng lễ lên, chúng ta gì nên dâng cúng rồi chúng ta lấy gì, lấy cái tâm cái phúc thôi, cầu cái lộc gì ạ, lộc âm thôi, gọi là lộc cái lộc dương đấy, thì để cho nhà đình nhà đền nhà chùa miếu mạo họ tán lộc cho người khác, mình mới có phúc có lộc vậy.